có nghĩa là như vậy, nếu mà bây giờ hai con ở lại đây với nội, tiếp tục sanh cháu cho nội nha, khi mà sanh xong rồi hai con lúc đó muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, tùy hai con. Ngược lại, nội sẽ trao 1/5 tài sản của nội cho hai con. Nhanh anh, trễ giờ bây giờ, sao mà lên mà dữ vậy ta? Nhanh nhanh nhanh. Rồi. Coi xe tới chưa? Sắp tới rồi đó. Đây. Gì vậy? Coi như là hôm nay mình sẽ đi khỏi nhà bà nội. Ừ. Mình trở về thành phố, sống cuộc sống riêng của mình. Ừ. Anh đi theo em vậy, anh có hối hận không? Không. Anh vì mẹ con của em, anh sẽ không bao giờ hối hận. Nếu như mà không vì con, mà chỉ vì em thôi, anh có hối hận không? Cũng không. Nói chung là bây giờ là cuộc đời của anh á, em đi đâu, anh đi đó. Đi em, xe tới rồi kìa. Vậy mình đi. Khoan đi đã. Ủa? Bà nội. Bà nội. Hai đứa có thể cho nội nói lời cuối cùng được không? Dạ. Cái con ghê vậy nội. Nội có gì căng dặn hả? Thật sự ra không có gì căng dặn hết. Nếu hai con đã muốn đi rồi, nội cũng đã năn nỉ hết lời mà vẫn một mực đòi về thành phố thì thôi, nội đành chịu vậy. Nhưng nội muốn nói với các con một lời cuối thôi, có thể gọi là lời níu kéo cuối cùng. Dạ, nội cứ nói đi nội. Dạ đúng rồi, nội nói đi nội. Có nghĩa là như vậy, nếu mà bây giờ hai con ở lại đây với nội, tiếp tục sanh cháu cho nội nha, khi mà sanh xong rồi hai con lúc đó muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, tùy hai con. Ngược lại, nội sẽ trao 1/5 tài sản của nội cho hai con. Nội nói thiệt hả? Nội nói thiệt. Nội đã soạn sẵn hết rồi, chỉ cần hai con đồng ý ký tên ở lại căn nhà này, sanh cháu rồi muốn đi cũng được, muốn ở lại cũng được. Thời gian ở lại hay là thời gian đi, nó ngắn hay nó dài, tùy hai đứa. Khi mà ra khỏi nhà thì tài sản 1/5 vẫn thuộc về hai con, miễn là ở đây xin cháu cố cho nội. Vậy là chỉ cần con ở đây sanh con trong vòng 1 năm thôi đúng không nội? Ngắn hơn cũng được hay dài hơn cũng được, sẽ không mất một đồng bạc nào ở trong cái tài sản này để lại trai con. Nhưng nếu ngược lại hai con vẫn đòi đi thì coi như mai mốt hai con có hối hận có trở về, một đồng một cắt nội cũng không cho. Suy nghĩ cho kỹ đi. 1/5 tài sản của nội. Em. Anh ơi. Anh hả? 1/5 tài sản của bà nội tính ra là bao nhiêu tiền ta? Thật ra thì bà nội ơi, con cũng bà nội cũng biết rồi đó. Bầu bì sanh con đẻ cái á là cần rất là nhiều tiền. Dạ. Dạ, thật sự vợ chồng con cũng cũng cần tiền. Dạ biết. Vậy thì sao con? Anh tôn trọng quyết định của em. Vậy là con quyết định ở lại đây. Hả? Em nói thiệt hả? Em nói thiệt, mình ở lại đây sinh con. Tại vì anh cứ nghĩ đi, sinh con á là phải cần tốn nhiều tiền lắm, phải nuôi con rồi dạy con các kiểu nữa. Dạ. Nên là mình ở lại đây sinh con đi anh. Anh tôn trọng quyết định của em. Anh ký đi, 1/5 tài sản sẽ thuộc về hai con. Ký đi anh. Ký đi con. Dạ, con, dạ dạ dạ. Con mà anh. Dạ. Dạ.